Chào các em ha. Hôm nay giờ ta sẽ tiếp tục cái phần video hôm trước. Video hôm trước chúng ta đã làm xong cái ví dụ về cái GBA, viết cái chức năng insert create, insert nè, chức năng update nè, chức năng delete nè, list cho carry rồi, đúng không? Thì giờ chúng ta nhưng mà viết với cách là trong cái DAO á, trong cái DAO chúng ta viết theo dạng là viết bình thường, triển khai bình thường các cái hàm insert override cho cái GBA, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn ta cách viết một cái abstract, một cái lớp abstract cho phép dùng chung sử dụng lại các cái insert này cho các chức năng khác của dự án chúng ta. Thì bây giờ thầy viết cho phần user chẳng hạn đi nha, thì viết cho phần user. Thì bây giờ đầu tiên ta sẽ tạo ra một lớp Access. Ta tạo ra một lớp Access. Ta new trong DAO chúng ta sẽ có một cái class. Và ta đặt tên là Abstract. Abstract. Entity đi. Abstract DAO đi. Dạ, Abstract DAO. Đấy. Finish. Và cái lớp abstract DAO này chúng ta sẽ có một tham số là t, tham số t này để khi chúng ta gọi gọi từ user thì cái t này thay bằng cái entity user, từ cái video thì chúng ta sẽ thay bằng entity video, từ gallery chúng ta muốn viết lại gallery thì chúng ta sẽ thay cái t này bằng gallery, cái entity gallery nhé. Rồi ta sẽ có như vậy cái lớp này á, lớp address, cho nên chúng ta sẽ có address 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 ha. Đây nó là address để chúng ta dùng lại. Đầu tiên ta sẽ khai báo một cái lớp class như là t, để cho nó đại diện, ví dụ thì đặt tên là entity đi, entity class đi. Đây, một cái biến entity class dưới dạng là kiểu là class, và một cái editor public abstract, dùng cái nhóm abstract abstract DAO ha, abstract DAO. Và trong này chúng ta sẽ có là class t, select class, tên là class, và cái này nó sẽ trả về this entity class. Đó, và nó sẽ bằng class đó, ta truyền class nào thì nó sẽ bằng class đó. Rồi. Sau đó giờ chúng ta sẽ xây dựng cái hàm insert public void, public void insert, public void insert, và ở trong này là t entity, ta chuyển entity vô. Thì chúng ta cũng theo các cái bước lần trước, insert thì chúng ta lấy từ cái phần carry down này ta quăng cho nha. Đây. Đấy, nhưng mà lúc này là basic, này là basic, chúng ta thử sửa lại là entity. Tại vì trong này là lớp object cho nên ta sẽ lấy cái entity, chúng ta không lấy cái carry, đúng không? Đấy, rồi bắt. Đấy. Đó là insert. Rồi, tương tự như vậy. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có updates. Updates.
update từ cái calorie chúng ta quăng qua cũng được. Và chúng ta sửa này là entity entity ha, update rồi delete à, delete delete thì chúng ta sẽ có là cái ta lấy cái tên entity và image entity manager và ta filing class, ta lấy cái entity class biến entity class ta khai báo trên này, ta có một biến entity class này ta đã khai báo trên này. Đấy, và chúng ta đưa vô như vậy thì nếu class đó là cái gì thì chúng ta entity là entity là class đó là gì ta đẩy vô đây, ví dụ calorie thì đưa calorie theo rồi ta vô và chúng ta remove cái entity đó. Đấy, là update delete rồi là tới cái hàm là file thôi, tới hàm file à file hàm file by ha, chúng ta sẽ có kiểu trả vào kiểu t entity trả vào entity á, và chúng ta có by là offset đưa offset vô và entity class id. Đấy, rồi hàm file on à, thì chúng ta import cái list tiêu vô list entity à, và chúng ta có say re-query đây re-query ha re-query và chúng ta sẽ có là cv đặt re-builder tạo một cái query từ cái entity class với cái query là select đấy và chúng ta sẽ có viên ra cái result list à result list. Đây là câu query trong GBVL ha. Rồi chúng ta sẽ có hàm count on à, lấy ra tất cả đúng không, count cả vừa long và nó cũng tương tự à, chúng ta sẽ có query Java Spring đấy, root này chúng ta cũng có từ Java Research. Ok, entity class query tạo cái create query thực hiện create query cái series này query này là count select within account đó, count ra rồi cái query tiếp theo cái cuối cùng là file on mà có phân trang không, file on có phân trang phân trang first result max with polynomial này là có phân trang, chúng ta sẽ có entity last on trả về research max phân trang cho dùng vấn đề là trong là phân trang. À, thì ta viết cái abstract down xong, à, nha. Thì sau khi viết abstract down xong thì giờ chúng ta sẽ viết cái down xử lý, cái down xử lý. Ví dụ giờ viết cái down xử lý cho phần user đi. Chúng ta cho phần user ha. Thì chúng ta sẽ có một cái DAO new cái DAO cái phần entity này chưa có đúng không? Entity này chưa có. Cho nên giờ thầy sẽ viết luôn DAO category đi. Category ha. Một cái category khác đi. Một cái last key DAO đặt tên là key DAO implement đi ha. Key DAO implement. Đó. Và lúc này thầy sẽ extend kế thừa cái lớp address DAO và đưa vô đây là category entity category đó. Do đó chúng ta sẽ có một cái constructor là public key DAO place đúng không? Và chúng ta sẽ super nó chấm class cái này gọi carry
category.last. Thì chúng ta sẽ lấy được hết toàn bộ cái hàm insert ở trong yeah. Yeah. Thì bây giờ chúng ta sửa lại cái controller. Tại vì chúng ta hồi nãy được chỉ tới cái carry down đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ controller này. Chúng ta sẽ inject bỏ cái này đi. Thì comment lại cái này đi. Cũ đi. Bây giờ thầy sẽ private cây đào à, cây đào in lemon nha. Thầy lấy cái tên, thầy đặt cái tên là cây đào service luôn cho nó khỏi, thầy khỏi thay đổi code bên dưới. Và lúc này thầy sẽ insert nó vô, insert nó vô. Ok. Bây giờ chạy lại thử cái controller này. Thì ta có thể sửa lại cái này đúng không, là ta sửa cái hình khác đi nha. Và chúng ta bấm update và thử là cái họ hoạt động được hay không. Ok ha. Đã. Vậy thì các bạn thấy là khi chúng ta viết cái hàm một cái lớp address thì cái việc mà viết cái DAO nó sẽ nếu chúng ta không có một cái phương thức nào khác ngoài những phương thức viết trong abstract thì chúng ta không còn viết thêm nha. Ta không còn viết thêm. Đã. Trong abstract DAO là có những cái phương thức thường dùng đây. Đã. Dùng chung như vậy. Rồi nếu chúng ta có một cái phương thức nào khác thì chúng ta viết thêm dưới đây cho phần xử lý DAO, phương thức DAO. Được chưa? Ví dụ như bên user thì chúng ta có phương thức thêm là login, phương thức là change password thì chúng ta phải viết thêm ở đây. Để chúng ta truy xuất cái vấn đề đó. Được chưa? Còn ở đây thì cái phần về carry thì chúng ta không thì đó thì chúng ta sẽ viết như đó thôi. Rồi đấy, xóa sửa thêm, xóa sửa đúng không, là được. Ok, giống như cái bài em xem lại cái lớp h down. Quan trọng cái này nha. Và chúng ta định nghĩa các cái hàm chung entity. Với cái thư viện ở trên này, các thư viện thì với cách này thì chúng ta không còn phải viết các interface cho cái DAO làm gì ha, không còn viết cái interface cho DAO thì nó sẽ tự gọi ra trong cái accept DAO. Thì nếu chúng ta không có viết thì chúng ta viết cái interface trong cái thằng này, chúng ta implement cái interface để chúng ta có những cái hàm trong accept này hoặc là hàm thêm bên trong. Nếu chúng ta viết interface thêm thì nó sẽ thêm nữa. Còn đây thì không còn viết cái interface thì viết thẳng gọi thẳng cái DAO này
Rồi, cảm ơn các bạn.